không quần áo bảo hộ, không mũ an toàn. Đây là những hình ảnh phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn ghi nhận được tại công trình xây dựng trường mầm non Thư Lâm tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Công trình này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng Đông Anh là nhà thầu thi công, tư vấn giám sát bởi Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập. Là một dự án được đầu tư cho ngành giáo dục. Đến nay công trình đã đi vào hoàn thiện. Tuy nhiên, công nhân vẫn hàng ngày làm việc trong tình trạng không đảm bảo an toàn. Thông tư số 04 năm 2017 của Bộ Xây dựng đã có quy định trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công. Thế nhưng tại công trình này, tất cả đã bị bỏ qua một cách dễ dàng, khiến tính mạng công nhân đang làm việc tại đây ngày ngày bị đe dọa. Để có thông tin khách quan về vấn đề nêu trên, phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã nhiều lần liên hệ làm việc với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh. Tuy nhiên, ban này nhiều lần báo bận, từ chối làm việc với phóng viên, với lý do đã cho người đi kiểm tra. Sau nhiều ngày phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn vẫn không nhận được phản hồi từ phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh. Một thực tế phổ biến tại các công trình xây dựng hiện nay, việc lựa chọn nhà thầu chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu kinh tế mà chưa quan tâm nhiều đến chỉ tiêu kỹ thuật, năng lực quản lý, tổ chức thi công, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tổng thầu, thầu chính, thầu phụ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động chưa chặt chẽ, hiệu quả. Đây là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn ghi nhận được sau khi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh, nơi đã đi kiểm tra xử lý, một tấm lưới được kéo lên bùng nhùng như để chống đối, chứ chỉ cần bằng mắt thường thì ai cũng biết nó không có tác dụng gì nếu không may có xảy ra sự cố mất an toàn vệ sinh lao động. Qua đây, đề nghị các cơ quan liên quan của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cần sớm vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động tại công trường xây dựng trường mầm non Thư Lâm, đảm bảo an toàn cho người lao động.